Dạ, em chuẩn bị em mục sư. Rồi, xin mời chấp sự Khiêm Ân. Dạ, xin chào mục sư và mọi người trong Dạ. phòng học Kinh Thánh. Dạ, mọi người nghe Ân đều rõ hết Rồi, rồi. rõ. Dạ. Rõ. Ở trong bài học này á, là bài đầu của những phương diện của sự chữa lành là cái môn học mà Ân học. Thường thường mỗi môn học Ân học thì có 10 bài. Thì cái bài đầu tiên của bài học của môn học là những phương diện của sự chữa lành á, với tựa đề là bệnh tật từ đâu đến. Khi chúng ta nhiều khi trong cuộc đời chúng ta đi với Chúa, chúng ta nghe nhiều người nói bệnh tật có thể đến từ ma quỷ, rồi bệnh tật có thể đến từ Đức Chúa Trời, rồi bệnh tật đến có thể từ là nguyên nhân do con người của mình hoặc là ở trong cái môi trường sống, nhiều lý do khác nhau. Nhưng mà trong bài học này á, chúng ta học á, thì những cái câu trả lời mà những cái lời nói đó đó thì nó cũng một phần đúng, nhưng mà trong bài học này á, là chúng ta dựa trên lời của Chúa mà chúng ta là truy tìm giống như là cái nguồn gốc á, là bệnh tật nó từ đâu ra. Nếu nếu mà chúng ta giải nghĩa lời Chúa mà chúng ta chỉ dựa trên một chỗ nào đó mà chúng ta không có rồi chúng ta cho cái đó là lẽ thật á, hay là rồi chúng ta giải thích Kinh Thánh á, thì có thể là nó đúng hoàn toàn. Nên nó rất là quan trọng khi qua bài học này chúng ta hiểu rằng bệnh tật từ đâu ra, thì chúng ta biết nguồn gốc tội lỗi và bệnh tật là ở trong Sáng Thế Ký mà chúng ta thường học đến. Thì ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 31 á, có bày tỏ chúng ta biết rằng là Đức Chúa Trời thấy mọi việc Ngài đã tạo dựng kìa, thật rất tốt đẹp. Vậy có buổi tối và buổi sáng, đó là ngày thứ sáu. Chúng ta thấy trong quá trình mà Đức Chúa Trời tạo dựng trời đất á, là có 6 ngày Ngài tạo dựng á, và Ngài tạo dựng xong hết tất cả mọi vật ở trên đất, bao gồm tạo dựng luôn loài người á, trong hình hình ảnh của Ngài, theo hình ảnh của Ngài á. Thì chúng ta thấy rằng ở trong cái câu 31 đó nói là kia thật rất tốt đẹp. Chúng ta thấy rằng những cái điều Đức Chúa Trời tạo dựng ra nó tốt đẹp, nó không có cái gì xấu đâu, nó không có cái sự mà giống như thiếu hụt, nó không có cái sự không trọn vẹn trong đó, bởi vì tốt đẹp mà. Thì chúng ta thấy biết rồi đó, là trong khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên cả vũ trụ này và bao gồm con người, thì qua lời Chúa bày tỏ chúng ta, và lời Chúa là lẽ thật thì không bao giờ thay đổi, phải không? Thì chúng ta hiểu như vậy đó, thì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời chúng ta là đấng tốt lành là như vậy, trong Ngài là không có sự thiếu hụt. Thì qua cái điều đầu tiên á, chúng khi mà Đức Chúa Trời tạo dựng Adam á, thì chúng ta biết rằng là Ngài cũng tạo ra Adam là một người, là con người hoàn hảo, phải không? Tốt tốt đẹp, phải không? Ngài không có tạo dựng Adam hay là con người ra Adam ra là đang Adam đang bị bệnh. Chúng ta hiểu điều đó, phải không? Ông không có bị bệnh khi mà Chúa tạo ông ra. Và khi mà Đức Chúa Trời tạo dựng Adam á, cái điều tốt đó nó có ý nghĩa trong một 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 số điều, có ý nghĩa trong một số điều như như sau. Chúng ta biết rằng trong Kinh Thánh á, là khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên Adam á, thì không có nêu ra về vấn đề là giới hạn về thời gian mà ông sẽ sống ở trên đất này bao lâu. Khi mà chúng ta thấy cái sự giới hạn đó nó chỉ đề cập đến sau khi ông phạm tội, phải không? Ông được ông và cái điều điều khác mà chúng ta thấy rằng sau khi mà bởi vì sự chết đó không có được nêu ra, phải không? Sự chết không có được nêu ra cho đến khi mà nó được nêu ra sau khi ông phạm tội, là một cái hậu quả bởi vì tội lỗi ông đã gây ra, ông đã không vâng phục Chúa. Nên chúng ta có thể là cho rằng sự chết á, nó không có tồn tại
Từ lúc ban đầu khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên Adam và mọi vật, tại vì mọi vật đều là tốt hết. Chúng ta thấy cái điều đó là theo lời của Chúa phải không? Tội lỗi, cái sự chết nó chỉ được nêu ra sau khi Adam phạm tội thôi, và chúng ta biết rằng cái tình trạng ban đầu á là không có sự chết. Tình trạng ban đầu nó đều là tốt lành. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 á, câu 17. Nói rằng nhưng về trái của cây biết điều thiện và điều ác thì con không được ăn, vì ngày nào con ăn trái cây đó chắc chắn con sẽ chết. Thì chúng ta thấy rằng cái hậu quả của tội lỗi là Adam gây ra là bởi vì không có văn phục Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đã báo trước rồi phải không? Và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời không có thể nói dối, nhưng chúng ta thấy Adam vẫn sống nhiều năm sau đó. Chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta tra cứu Kinh Thánh thì Adam ông sống tới hình như là 930 tuổi là rồi ông mới qua đời. Vậy cái ý nghĩa của sự chết mà Kinh Thánh đề cập đến ở đây có nghĩa là gì? Và chúng ta biết rằng cái chúng ta phải cái định nghĩa mà của sự chết trong Kinh Thánh á, là không nói về sự chết về thể xác, nhưng mà là đề cập đến sự chết thuộc linh. Và sự chết thuộc linh nó cũng có ý nghĩa là bị phân cách với Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rằng khi mà lúc ban đầu, trước khi mà Adam phạm tội, thì Adam và Đức Chúa Trời có một cái mối quan hệ rất là mật thiết, phải không? Đức Chúa Trời đến buổi chiều ngày đến cái vườn á, thì Adam và Đức Chúa Trời có cái sự thông công với nhau mật thiết và không có cái sự ngăn cách gì hết. Nhưng mà sau khi Adam và Eva phạm tội rồi á, thì họ chạy trốn và họ không có cái mối quan hệ với Chúa mật thiết nữa, và họ phải bị đuổi ra khỏi cái vườn bởi vì lý do là nếu mà họ phạm tội và họ ở trong cái tình trạng của sự chết đó đó mà họ ăn cái trái cây của sự sống đó, thì họ sẽ sống đời đời mà trong cái tình trạng của khổ sở của sự chết, là cái điều mà không tốt cho họ, nên Đức Chúa Trời mới đuổi họ ra và sai một thiên sứ để ngăn cản, để họ không có thể quay lại cái vườn Ê-đen và hái cái trái cây của sự sống mà ăn vô, thì họ sống đời đời trong cái tình trạng mà khổ sở mà chứ không phải là phước hạnh. Rồi ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 từ câu 1 tới câu 5. Tiếp theo trong bài này. Trong Sáng Thế Ký đoạn 3 từ câu 1 tới câu 5, trong các loài thú đồng mà Jehovah Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên, rắn là loài quỷ quyệt hơn cả. Rắn nói với người nữ: có thật Đức Chúa Trời đã dặn các ngươi không được ăn trái cây trong vườn sao? Người nữ nói với con rắn: chúng tôi được ăn trái của các cây trong vườn, nhưng về trái cây trồng giữa vườn, Đức Chúa Trời đã phán: các con không được ăn, cũng đừng đụng chạm đến trái cây ấy, kẻo các con sẽ chết. Con rắn nói với người nữ: các người chắc chắn không chết đâu, vì Đức Chúa Trời biết rằng khi nào các người ăn trái cây đó thì mắt mở ra và các người sẽ giống như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Thì qua cái đoạn Kinh Thánh này thì chúng ta thấy rằng bởi cái sự ảnh hưởng của Satan, qua cái sự lừa dối của Satan phải không, là ma quỷ á, mà là trọng tâm dẫn đến cái sự sa ngã của Adam trong cái câu chuyện này. Chúng ta thấy rằng và chúng ta cần thấy rằng Satan là kẻ lừa dối Adam, và để Adam không vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời trong cái câu chuyện này. Chúng ta thấy rằng phải không, đó là cái nguồn gốc. Rồi nếu mà chúng ta theo cái câu Kinh Thánh kế tiếp mà anh có post ở trên cái text á, là ở trong Giăng Giăng đoạn 8 câu 10 câu 44 như vậy. Thì anh có muốn anh em đọc không? À, thì
phân công để anh em đọc cho tiếng Anh dễ tập trung vào bài chia sẻ thêm chia sẻ Dạ, nếu mà ai đọc được vậy một sư chia thì sẽ đọc ở nha. nhà đọc cái câu kế tiếp, em sẽ đọc cái câu 44 này tại em cũng đã dở thế đó. Đúng rồi, mình sẽ đọc nha. Trong văn đoạn 8 câu 44 thì lời của Chúa chép như thế này: các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưu muốn của mình, của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật vì không có lẽ thật trong nó đâu. Amen. Amen. Dạ, cảm ơn mục sư. Thì chúng ta thấy rằng cái câu Kinh Thánh ở trong văn đoạn 8 câu 44 này là lời của Đức Chúa Giêsu nói về một cái sự mà người Pharisee và những người mà hay bắt bớ Chúa về mọi mặt, thì họ rất là hãnh diện và họ nghĩ là họ làm công việc của Đức Chúa Trời, họ bênh vực cho luật pháp, Môi-se, rồi họ bắt bớ Chúa đủ đều hết. Nhưng mà Chúa Giêsu nói cái lời này á là họ làm công việc của ma quỷ á, là bởi vì chỉ có giống như có nghĩa là nếu mà họ là biết Chúa thì họ không có bao giờ từ chối Chúa và bắt bớ Chúa như vậy hết, nên họ làm công việc của ma quỷ, và cha của họ là ma quỷ á, là kẻ là lừa dối, là kẻ mà hướng dẫn họ để làm công việc này á, thì chúng ta thấy trong cái điều đó. Và cha của sự nói dối, những lời nói dối dối trá của Satan là một hạt giống được gieo trồng để sinh ra nhiều thứ. Và chúng ta thấy rằng cái lời nói này của Chúa Giêsu nói là ma quỷ là cha của kẻ nói dối, và nó nói dối từ lúc ban đầu, là nó đề cập tới cái câu chuyện mà con rắn đã lừa dối Eva trước không, rồi Adam. Nhưng mà chúng ta thấy ở cái trong lời Chúa có sự mầu nhiệm, nếu quý vị để ý, quý vị trở lại, quý vị đọc cái trong câu chuyện đó đó, lúc mà Eva ăn xong á, mắt của hai người chưa mở ra, nhưng mà khi mà Adam ăn cái trái cây đó đó rồi mắt của hai người mới mở ra. Một trong những lý do mà được giải thích đó là Adam được ban cho cái quyền để cai trị thế giới này khi mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên Adam. Và nên khi mà ông ăn vô á thì mắt hai người mới mở ra, còn lúc ban đầu Eva ăn vô á mắt hai người chưa mở ra. Nên nếu quý vị quay lại, quý vị đọc Kinh Thánh, có những lúc trong Kinh Thánh có những cái chi tiết mà nếu mà chúng ta để ý á, chúng ta hiểu cái nguyên tắc á và hiểu được lý do tại sao á, là chúng ta mới hiểu được lời Chúa một cách rõ ràng hơn, phải không? Lý do là Adam là người mà Đức Chúa Trời ban cho quyền để cai trị, thống trị thế giới này á, nhưng mà khi mà ông phạm tội á thì ông ban cái quyền đó lại cho ma quỷ. Và chúng ta biết rằng giống như hai vương quốc với nhau, chúng ta coi phim đi, hai vương quốc với nhau, nếu mà vua của vương quốc này thua vương quốc kia thì cái người vị vua của một vị vương quốc á bị thua thì phải làm gì? Thì phải làm nô lệ, phải không? Nô lệ cho cái vị vua của thắng trận. Thì nó cũng trong phương diện thuộc linh nó cũng giống như vậy. Nên khi chúng ta thấy trong lời của Chúa là Kinh Thánh nói là vua chúa của thế gian này là mù lòng họ, vua chúa của thế gian này là ma quỷ. Và những cái câu Kinh Thánh mà lúc trước ân hay cũng đề cập đến là dân dân nhất đoạn 5 câu 19 cũng nói chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian này dưới quyền ma quỷ. Thế gian này dưới quyền ma quỷ á, là bởi vì Adam đã bị thua khi mà phạm tội, bởi vì cha của kẻ nói dối là ma quỷ đã lừa dối Adam và Eva. Và khi Adam là cái người mà được là cái vị vua, là cái người vua mà vua của trần gian này mà Đức Chúa Trời ban cho cái quyền đó, ông bị thất bại, ông đã bị thua ma quỷ, thì ông trở nên nô lệ, và dòng dõi của ông cũng là nô lệ của ma quỷ khi mà họ ở dưới thế gian này. Và chút nữa chúng ta học kế tiếp thì chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu là Adam thứ hai mà Đức Chúa Trời gửi đến để mua chuộc, cứu chuộc nhân loại qua công việc cứu chuộc của Ngài, khi mà chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu là đấng trọn vẹn, phải không, khi mà Ngài cứu chuộc nhân loại. Ở trong mà như ăn nói hồi nãy á, là những lời dối trá của Satan là một hạt giống được gieo trồng để sinh ra nhiều thứ khác nhau. Và nhiều thứ khác nhau đây là cái điều đầu tiên á, là nghèo khó.
Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 10, 10, 17 tới 19 nói về sự sự nghèo khó khi mà Adam và Eva phạm tội là họ bị rủa sả. Sáng Thế Ký đoạn 3 từ câu 17 tới 19. Giờ một sư đọc nha. Rồi cái câu kế tiếp là sẽ nhờ thầy Y Vũ, nếu như thầy Y Vũ có mặt ở đây thì thầy Y Vũ sẽ đọc một câu. Thầy Y Vũ có mở ra Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 17 đến 19 chưa? Mở rồi. Vậy thôi mời thầy Y Vũ đọc nha. Em đọc ạ. Vâng. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 17 đến câu 19. Ngài lại phán cùng Adam rằng: vì người nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa sả vì người đàn bà, vì người trọn đời người phải chịu khổ nhục mới có vật đất sanh ra mà ăn. Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và người sẽ ăn rau của đồng ruộng, ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trắng mới có ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi mà có người ra, vì người là bụi đất là nơi mà có người ra, vì người sẽ trở về bụi. Cảm ơn Cảm ơn. thầy. Thì ở trong đây á, thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời tạo nhận lên loài người, Ngài lấy đất nắng lên thành người phải không, hà sinh khí vào lỗ mũi thì loài người trở nên một loài sanh linh phải không, sanh linh là sống động á. Thì chúng ta biết rằng nguồn gốc của loài con người mà Đức Chúa Trời tạo dựng ra thì Ngài lấy đất. Nếu chúng ta đọc câu 2, hình như đoạn đoạn 2 câu 10 câu 7 thì chúng ta biết rằng đất thì sẽ trở trở về đất. Ban đầu á, thì Đức Chúa Trời tạo dựng ra loài người á, là hồi nãy theo định nghĩa của Kinh Thánh á, là chúng ta biết rằng con người có thể sống đời đời luôn mà không có bị chết. Nhưng lý do bởi vì trước đó là Kinh Thánh không có nói chỗ nào mà con người có cái sự hạn chế về 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 sự sống hết á. Nhưng mà sau khi con người phạm tội á, và thì chúng ta thấy rằng Adam á, là ông có chết liền phải không, thể xác của ông vẫn còn sống đó, thì sự chết mà đề cập đến là sự chết của thuộc linh. Nhưng mà sự chết thuộc linh đó nó cũng được thể hiện ra qua thể xác luôn, và Adam á, là cũng không có sống mãi mãi, ông cũng chết, là ông chết, nhưng mà nó cái sự chết đó nó kéo dài ra phải không, tới 930 năm. Theo cái tuổi của ông. Và chúng ta sau này chúng ta biết rằng khi mà tội ác nó càng gia tăng á, nếu mà ở trong Sáng Thế Ký đoạn 6 á, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời phải hạn chế cái đời sống của con người lại chỉ còn 120 năm. Chúng ta biết rằng tội lỗi nó càng gia tăng càng nhiều hơn nữa sau khi mà những thiên sứ thiên sứ mà đến ăn ở với con của loài người mà làm những cái việc độc độc ác hơn nữa, và muốn ngăn trở cái cách thức mà Đức Chúa Trời sẽ cứu rỗi nhân loại á, thì họ muốn làm ô nhiễm dòng máu á, để ngăn trở nó cứu rỗi sinh ra á, thì Đức Chúa Trời phải hủy diệt loài người để bắt đầu lại từ đầu. Từ cái câu chuyện của nước lục chúng ta biết điều đó, là từ từ đó tới đây á, là con người không có sống hơn 120 năm. Giống như là những cái thế hệ trước giống như là họ có thể sống, nhưng mà cái đó là lý do ngày hôm nay không có ai mà sống hơn 120 năm, là bởi vì Đức Chúa Trời đã phán ra cái lời mà Đức Chúa Trời đã phán ra thì nó sẽ thành. Chúng ta biết rằng đó là bởi vì lời Chúa có quyền năng. Và ở trong đây thì chúng ta thấy rằng cái hậu quả đầu tiên á, là con người trở nên nghèo khó, là đất đai nó sinh ra là gai góc và cây tật lê, nó chống nghịch lại với con người phải phải cực khổ mới có mà ăn. Chứ lúc ban đầu á, thì họ không có cái chuyện đó. Trước khi con người phạm tội á, thì đất đai giống như nó không có gai góc một cây tật lê, như là chúng ta biết, bằng bởi vì cái sự rủa sả của Đức Chúa Trời khi mà con người phạm tội thì Đức Chúa Trời rủa sả
đắc á, là bởi vì cái hậu quả của tội lỗi á, là sự chết, và sự chết nó hiện diện qua cái sự rủa xả ở trên đất á, thì nó cái điều đó nó xảy ra. Rồi chúng ta đọc ở trong Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 8. Ông đọc cái này luôn. Ca-in nói chuyện với A-ben em mình, khi hai người đang ở ngoài đồng thì Ca-in xông đến A-ben và giết đi. Hồi nãy chúng ta thấy đọc ở trong Giăng đoạn 8 câu 44 nói là ma quỷ là kẻ giết người từ lúc ban đầu, đúng không? Chúng ta nhớ không? Cái này là cái sự kiện giết người đầu tiên, Ca-in giết A-ben. Và chúng ta biết rằng hạt giống mà ma quỷ gieo ra khi mà tội lỗi bước vào thế gian á, từ từ ma quỷ gieo ra hạt giống đó đó, thì cái sự kiện mà giết người đầu tiên đó là Ca-in giết A-ben, phải không? Nên chúng ta biết rằng á, ma quỷ là kẻ lừa dối từ lúc ban đầu, là cha của kẻ nói dối, và nó là kẻ giết người đầu tiên, phải không? Nên chúng ta có thể liên hệ tới câu kinh thánh đó, là cái sự kiện này là hạt giống của ma quỷ gieo ra. Rồi cái hệ thống thế gian ở trong Sáng Thế Ký đoạn 11 từ câu 4 tới câu 9. Này chắc mời thầy cứ đọc đi, thầy cứ có mở ra được không ạ? Dạ được. Dạ, mời thầy cứ đọc Sáng Thế Ký đoạn 11 Dạ. từ câu 4 tới câu 9. Tôi có chiếu lên trên màn ảnh đây. Dạ. Để nhỏ quá một xíu ơi, để tôi đọc ở đây là Kinh Thánh đây. Dạ, tại vì tôi chưa có chiếu cái câu gốc thôi, tôi chỉ chiếu cái địa chỉ thôi, cho nên mình để ý cái địa chỉ để mình thấy cho dễ. Sáng Dạ. Thế Ký đoạn 11 từ câu 4 tới câu 9. Ủa, đoạn 8 từ câu 4 hả Mục Sư? Dạ, cái đó con đọc rồi, thầy cứ đọc đoạn 11 từ câu 4 tới câu 9. À, đoạn 11. Đúng á, đoạn 11 từ câu 4 đến câu 9 hả? Thầy mở Dạ. ra đoạn 11 đi rồi tôi nói câu sau. Thầy mở ra đoạn Đây đây. 11 đi. Ở bên tôi có rồi. Rồi, giờ thầy đọc từ câu 4 tới câu 9. Dạ. Dạ. Lại nói rằng, nào, chúng ta hãy xây một cái thành và dựng lên một cái tháp chót cao đến tận trời, ta hãy lo làm cho rằng danh ê khi phải tản lạc khắp trên mặt đất. Đức Giê-hô-va bèn ngự xuống đặng xem cái thành và tháp của các loài người xây nên. Đức Giê-hô-va phán rằng, này, chỉ có một thứ dân cùng đồng một thứ tiếng, và kia kìa cùng việc chúng nó đương khởi làm, bây giờ chẳng còn chỉ ngăn chúng nó làm các điều đã quyết định được. Thôi, chúng ta hãy xuống làm lộn xộn tiếng nói của chúng nó, cho họ nghe không được tiếng nói của người này với người kia. Rồi từ Đức Giê-hô-va làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất, và họ thông công việc xây cất thành, bởi có đó đặt tên thành là Ba Bên, vì nơi đó Đức Giê-hô-va làm lộn xộn tiếng nói của cả thế gian, và từ đây Ngài làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất. Dạ, cảm ơn thầy Cứ. Dạ. Thì trong chúng ở đây thì chúng ta thấy rằng hệ thống thế gian là cũng là hạt giống mà ma quỷ Satan gieo ra bởi cái sự lừa dối của nó khi mà Adam phạm tội, phải không? Điều đầu tiên đó là nghèo khó, đất đai là xanh gai góc và cây tặc lê. Cái điều thứ hai xảy ra là giết người. Ngày hôm nay chúng ta thấy điều đó nó vẫn còn trên đất này, bởi vì vua chúa của thế gian này vẫn là ma quỷ, phải không? Chúng ta biết rằng khi chúng ta hiểu rằng vấn đề thuộc linh á, là chỉ những ai ở trong đấng Christ á, mới là được dựng nên mới, mới được cứu, mới được bảo vệ, mới được thoát khỏi cái sự rủa xả này, nghèo khó, vấn đề giết người ngày hôm nay chúng ta cũng thấy tràn lan. Bởi vì khi mà chúng ta ở trong Chúa và chúng ta sống cho Chúa, mà chúng ta làm theo ý Chúa là chỉ có yêu thương thôi, không có ghét, không thù, không gì hết. Và ở đây cái kế tiếp như hồi nãy là thầy cứ đọc về cái câu chuyện tháp Ba Bên, thì nói về hệ thống của thế gian.
Hệ thống thế gian là hệ thống của con người, mà dưới quyền ma quỷ là luôn luôn chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy rằng khi mà họ muốn vinh danh của họ, họ muốn xây dựng một cái tháp tặng đến trời á, để tô vinh danh của họ để lại, chứ họ thay vì nếp sống cơ đốc hay là nếp sống đi theo Chúa là mình tôn vinh đấng tạo hóa, phải không? Tôn vinh Chúa của mình là đấng giống như là tạo dựng nên mình, là đấng ban phước cho mình, là nếu mà không có mình thì không có Chúa thì mình không có hiện hữu, mình hiểu mình biết cái điều đó. Nhưng mà khi mà hệ thống thế gian là tôn vinh con người, tôn vinh cái gì khác, và chúng ta thấy rằng ngày hôm nay hệ thống thế gian cũng vẫn như vậy. Và cái điều mà khi chúng ta đi với Chúa rất là cẩn trọng, chúng ta vẫn còn, chúng ta được kêu gọi ra là những cơ đốc nhân, là sống cho một nếp sống mới đi đi theo Chúa, nhưng mà chúng ta vẫn còn ở trong thế gian, ở và thế gian á, là cái hệ thống thế gian nó vẫn ở dưới quyền của ma quỷ, nên chúng ta rất là cẩn trọng. Nếu chúng ta không có lời Chúa mà để hướng dẫn chúng ta thì chúng ta dễ bị lôi cuốn vào cái hệ thống của thế gian. Chúng ta có thể ăn, chúng ta có thể nói và làm nhiều việc có thể giống như là những người mà Kinh Thánh nói là người thế gian, bởi vì ai yêu thế gian và những vật trong thế gian thì sự kính mến của Đức Chúa Trời không có trong người đó, phải không? Cái điều này nói không có nghĩa là mình không 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 ăn vật thực, nó có ý nghĩa là cái cách ăn, cách nói và lời nói của mình nó không theo cái sự dạy dỗ của Chúa, nó theo sự dạy dỗ của cái hệ thống của thế gian, là con người là giống như là ăn ăn đã, giống như là dễ thù ghét nhau, giống như là có thể là giết người nếu mà hận thù, nếu mà người khác làm hại mình thì mình phải tìm cách làm hại lại, hay là mình phải chà đạp trên người khác để mình đạt được cái gì đó. Trên thế gian này chúng ta thường thấy giống như trong sở làm chúng ta cũng thấy điều đó, và cướp bóc, giống như là người ta phải giết người khác hay hại người khác để đạt được cái điều, cái của cải gì đó. Chúng ta thấy nhiều hình thức khác nhau, nhưng mà trong Chúa thì Chúa dạy chúng ta là chúng ta sống khác, và đó là hệ thống của thế gian. Và cái điều kế tiếp đó là chết thể xác ở trong Sáng Thế Ký đoạn 5 từ câu 3 tới câu 5, là đến cuối cùng là Adam á, là ông chết thuộc linh trước, là ông phân cách với Đức Chúa Trời, và bởi vì phân cách với Đức Chúa Trời á, là rồi đến cuối cùng cái chết của thể xác nó cũng sẽ thể hiện ra, và đến cuối cùng Adam cũng chết. Đáng lẽ là thể xác của ông không có chết nếu mà ông không có phạm tội. Câu Kinh Thánh này chấp sự Thiên Ân có muốn đọc không? Dạ, mục sư đọc giùm em luôn ha. Sau đó thì nếu mà Kim có thể mở Kinh Thánh được thì sẽ mời Kim đọc Roma đoạn 5 câu 12 ha. Thì mục sư đọc trước Sáng Thế Ký đoạn 3 đoạn 5 từ câu 3 tới câu 5 nha. Và Adam được 130 tuổi, sanh một con trai giống như hình tượng mình, đặt tên là Seth. Sau khi Adam sanh Seth rồi, còn sống được 800 năm, sanh con trai con gái. Vậy Adam hưởng thọ được 930 tuổi rồi qua đời. Cảm ơn sư. Dạ, thì như anh chị chia sẻ hồi nãy là hạt giống của sự lừa dối của ma quỷ và Adam đã bị thua, là bị phạm tội bởi vì sự lừa dối của ma quỷ, thì sự nghèo khó nè, giết người nè, hệ thống của thế gian là con người luôn luôn chống nghịch với Đức Chúa Trời, và đến cuối cùng đó là sự chết của thể xác. Thì sự chết của thể xác, và chúng ta thấy là trong câu chuyện của Adam á, thì mới đầu thì chúng ta, nếu mà chúng ta nghĩ rằng ủa sao ổng Chúa nói là ăn ăn xong thì sẽ chết mà sao không thấy chết, nhưng mà đến cuối cùng cái chết, Kinh Thánh đề cập đến cái chết đầu tiên là thuộc linh, phải không, là phân cách với Đức Chúa Trời. Nên cái chết thuộc linh đó là phân cách với Đức Chúa Trời và không được kết nối với Đức Chúa Trời. Nên tại sao mà ở trong Giăng đoạn 17 câu 3 nói á, sự sống đời đời á, là nhận biết Cha cùng Giêsu mà Cha đã sai đến. Nên khi mà Đức Chúa Giêsu đến á, kết nối con người lại với Đức Chúa Trời để con người có sự sống đời đời. Và sự sống đời đời đó là sự sống thuộc linh á, mà con người sẽ sống đời đời với Chúa mà không có bị chết nữa. Khi mà Chúa Giêsu xuống trần gian để Ngài hoàn tất công việc cứu chuộc á, thì con người được kết nối lại với Chúa Trời. Nên ở trong Giăng đoạn 17 câu 3 nói là sự sống đời đời là nhận biết Cha cùng Giêsu mà Cha đã sai đến. Chúng ta được kết nối lại với Đức Chúa Trời, được giao thông lại với Đức Chúa Trời bởi vì công việc cứu chuộc của Chúa Giêsu.
Rồi kế tiếp đó là bệnh tật được gọi là con đẻ xấu xa của những lời dối trá của Satan và tội lỗi của Adam. Chúng ta thấy kết quả của ban đầu á là cái bệnh tật nó hiện hữu là bởi vì cái lời dối trá của Satan gieo ra, phải không? Và Adam đã phạm tội thì bệnh tật có trên hiện hữu trên đất này là bởi vì sự rủa sả Đức Chúa Trời, bởi vì tội lỗi có hậu quả. Rồi kế tiếp đó là bệnh tật không phải là một phần của sự sáng tạo lúc ban đầu. Chúng ta biết rằng lúc ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng thì chúng ta đã đọc Kinh Thánh ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 31 nói nãy nói cho chúng ta biết rằng mọi sự đều tốt sau khi Đức Chúa Trời tạo dựng hết tất cả mọi tạo vật của Ngài, không bao gồm con người á, thì Ngài nói là mọi sự đều tốt. Thì chúng ta thấy rằng bệnh tật nó không có trong cái một phần nào của cái sự sáng tạo ban đầu của Đức Chúa Trời hết. Rồi kế tiếp đó là Kim đọc giùm ân đoạn Roma đoạn 5 câu 12. Dạ em đọc đoạn 5 câu 12. Cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Amen. Amen. Cảm ơn Kim. Thì chúng ta thấy rằng là bởi một người mà tội lỗi bước vào thế gian lại đây và tất cả những cái dòng giống từ từ Adam á, thì đều là phạm tội hết á. Theo cái Roma đoạn đoạn 5 câu 12 chúng ta thấy đó là lời Chúa bày tỏ là rồi nghèo khó bệnh tật được coi là một phần của sự hình phạt hay là lời nguyền rủa vì tội lỗi con người. Chúng ta biết rằng cái hình phạt của tội lỗi là sự chết hay cái sự rủa sả. Tại vì lý do là Đức Chúa Trời là đấng công bình, Ngài không có coi tội lỗi là không có tội được. Chúng ta hiểu điều đó. Nên khi mà lúc mà Đức Chúa Jesus Christ chưa có xuống trần gian để cứu nhân loại á, chúng ta thấy rằng có những lúc con người chống nghịch lại với Đức Chúa Trời á, là họ bị phạt liền lập tức, là bởi vì họ họ làm công việc tội lỗi là họ bị phạt liền. Nhưng mà chúng ta biết rằng khi mà Đức Chúa Giêsu á, Ngài hoàn tất công việc cứu chuộc xong á, cái hình phạt mà con người á, đáng lẽ là phải gánh là Đức Chúa Trời có thể phạt họ bất cứ lúc nào á, thì đã Đức Chúa Giêsu đã gánh hết rồi. Nên khi chúng ta sống ở trong thời thời kỳ này là gọi là thời kỳ ân điển á, Đức Chúa Trời không có phạt con người bằng bệnh tật hay là tội lỗi nữa. Nên chúng ta không hiểu cái điều đó, chúng ta dễ dàng đổ thừa cho Đức Chúa Trời là Ngài ban cho bệnh tật, nó không phải. Nên chúng ta đọc Kinh Thánh á, nhiều khi rất quan trọng khi chúng ta hiểu được cái thời điểm mà cựu ước á là Đức Chúa Giêsu chưa hiện ra để cứu nhân loại á, thì Đức Chúa Trời, chúng ta biết rằng đức tính của Đức Chúa Trời là đấng công chính, Ngài không có thể coi tội lỗi là không có tội được. Nên những cái người mà phạm tội mà chống nghịch lại với Đức Chúa Trời á là đáng được bị phạt, phải không? Chúng ta đồng ý điều đó phải không? Amen. Nên nên khi chúng ta hiểu điều đó và bây giờ á, chúng ta thấy cái việc mà Đức Chúa Giêsu làm rất là lớn lao cho đời sống của chúng ta. Ngài gánh hết tất cả, không những tội lỗi của cả nhân loại này mà bệnh tật, sự đau buồn, đau yếu của cả nhân loại này Ngài gánh hết. Nên nên khi mà chúng ta đến với Chúa Giêsu, chúng ta tiếp nhận Ngài á, thì chúng ta được thừa hưởng những cái điều đó. Mà để chúng ta thừa hưởng những cái điều đó thì chúng ta phải hiểu lẽ thật của lời Chúa. Kinh Thánh nói là nếu các ngươi biết lẽ thật thì lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Nên chúng ta chỉ biết về lẽ thật của sự cứu rỗi cho tâm, cho linh hồn của mình thôi á, thì đó là mình nhận được. Mà nếu mà chúng ta hiểu về lẽ thật cho sự chữa lành về thể xác á, thì mình đến với Chúa mình nhận được điều đó. Nếu mà chúng ta hiểu về lẽ thật của Chúa về sự thịnh vượng, mà Chúa nói là Chúa vốn nghèo, Chúa vốn giàu mà Ngài trở nên nghèo á, mà bởi vì sự nghèo Ngài chịu mà chúng ta trở nên giàu có, thì chúng ta đến chúng ta cũng nhận được điều đó. Nên rất là quan trọng, nên tại sao cơ đốc nhân cần phải hiểu lẽ thật hay là hiểu lời Chúa, là chúng ta cần phải đọc như vậy á. Kinh Thánh nói là nếu mà không biết lẽ thật á thì lẽ thật không buông tha mình, không giải phóng mình. Nên rất là quan trọng, chúng ta cần phải học để chúng ta biết lời Chúa. Chúng ta càng biết lời Chúa càng nhiều thế nào, nhiều thì chúng ta càng
học áp dụng và chúng ta được giải phóng ra nhiều điều trên thế gian này gọi là sự trói buộc của tội lỗi, bởi vì chúng ta biết rằng khi mà Chúa cứu chúng ta rồi á, tâm trí chúng ta không được đổi mới á, chúng ta vẫn muốn sống cái nếp sống cũ đó, chúng ta vẫn muốn sống cái nếp sống mà theo thế gian, hệ thống thế gian á, tại vì chúng ta vẫn còn ở trong thế gian mà, chúng ta được kêu gọi ra thôi, nhưng mà kêu gọi ra để sống một nếp sống mới ở trong thế gian này, mà nếu mà chúng ta tâm trí chúng ta không được đổi mới, chúng ta sẽ tiếp tục sống cái nếp sống cũ đó và chúng ta vẫn bị trói buộc. Nên rất là quan trọng khi mà mỗi một trong chúng ta là những người được Chúa cứu, chúng ta cần phải học lời Chúa càng nhiều càng tốt, và chúng ta cần phải học áp dụng lời Chúa để chúng ta không có bị trói buộc và chúng ta được được tự do nhiều 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 mặt khác nhau. Chẳng hạn như là cái cuối tuần này chủ nhật tuần rồi tuần này thôi, chúng ta thấy rằng trong hội thánh chúng ta có một mục sư diễn giả đến cầu nguyện cho bốn người trong hội thánh Vườn Nho, là không biết anh có nghe nói là bốn người đó là được lành ngay lập tức, và anh đi qua hội thánh khác cũng dự cái buổi nhóm với một mục sư đó, thì anh thấy ba người nhờ mục sư đó cầu nguyện thì cũng ba người đã được lành ngay lập tức. Và chúng ta biết rằng cái này nó không phải là đơn giản, có những cái bệnh đó là đi bác sĩ là mấy năm rồi mà phải đi bác sĩ mà chuyên môn không giải quyết được. Nên chúng ta biết rằng trong Chúa chúng ta rất là được phước, và những gì Chúa Giêsu làm cho chúng ta rất là lớn lao mà chúng ta không có biết để nhận những cái điều đó, thì chúng ta cứ bị trói buộc trong cái phương diện đó. Nên chúng ta nhận ít hay nhận nhiều là nó dựa trên cái sự khao khát của chúng ta nơi lời lời hứa của Chúa, và chúng ta tin chắc quả quyết thì chúng ta bám thì chúng ta đến cuối cùng chúng ta cũng sẽ nhận được, bởi vì chúng ta Kinh Thánh nói là nếu mà ai tìm kiếm ta tìm kiếm hết lòng thì sẽ gặp được, phải không? Đối với lời hứa của Chúa cũng vậy, nếu mà chúng ta tìm kiếm hết lòng thì chúng ta sẽ nhận được lời hứa của Chúa. Đến cuối cùng anh sẽ đọc thêm một câu Kinh Thánh nữa, anh sẽ kết thúc bài chia sẻ buổi tối hôm nay. Bài học nguồn gốc bệnh tật từ đâu ra thì chúng ta đã từ nãy chúng ta đã thấy những chi tiết Kinh Thánh của Chúa, lời Chúa bày tỏ chúng ta biết rồi. Ở trong Galati đoạn 3 từ câu 13 tới 14 nói như vậy: Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp khi Ngài chịu rủa sả thế cho chúng ta. Vì có lời chép đáng rủa thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ, để trong Đấng Christ Giêsu phước lành dành cho Abraham đến được với các dân ngoại, và bởi đức tin chúng ta nhận lệnh lời hứa về Thánh Linh. Bởi đức tin chúng ta nhận được lời hứa này, và chúng ta biết rằng qua câu Kinh Thánh này chúng ta biết rằng những gì Chúa Giêsu Christ hoàn tất á, Ngài Ngài gánh sự rủa sả đó. Giống như hồi nãy chúng ta biết rằng bởi một người mà tội lỗi bước vào thế gian, phải không, và những dòng giống của loài người từ Adam ra là họ là sống trong tội lỗi và sống trong cái sự rủa sả đó, bởi vì hậu quả của tổ tiên là Adam. Nhưng mà công việc của Chúa Giêsu ở trong Galati đoạn 3 này bày tỏ chúng ta biết rằng Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp khi Ngài bị chịu rủa sả thế cho chúng ta, phải không? Rồi chúng ta cũng thấy trong câu này cũng nói rằng phước hạnh của Abraham được phước hạnh của Abraham dành dành cho dân ngoại. Chúng ta là dân ngoại, chúng ta không phải là dân Do Thái. Dân Do Thái là dân mà tuyển chọn của Đức Chúa của Đức Chúa Trời, và Abraham là giống như là tổ tiên của người Do Thái, họ rất là hãnh diện về về Abraham. Nhưng mà để phước hạnh của Đức Chúa Trời được 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 đến cho dân ngoại là chúng ta chỉ cần tin thôi. Chúng ta cũng có cục đức tin giống như Abraham á, là chúng ta là con cháu của Abraham bởi vì chúng ta cùng có đức tin, và đức tin này là có nghĩa là Đức Chúa Trời nói gì thì chúng ta tiếp nhận điều đó. Đức Chúa Trời nói gì thì chúng ta vâng theo. Chúng ta đọc Kinh Thánh á, Chúa nói gì chúng ta vâng theo và làm theo á, thì chúng ta sẽ dễ tiếp thu và dễ nhận, thay vì chúng ta lý luận theo cái cách của mình đó, thì đa số thường thường chúng ta không nhận được. Nên thường thường nếu mà chúng ta học Kinh Thánh đó, mà để chúng ta biết là mình thuộc bài hay không á, người khác hay là mục sư của mình dạy lẽ thật của lời Chúa,
thì chúng ta có thể dạy lại hay là chúng ta có thể nhắc lại với người khác cùng cái điều mà chúng ta học đó. Có nghĩa là chúng ta thuộc bài rồi đó. Và cái cách đó là cái cách mà chúng ta thực hành đó. Có nghĩa là khi chúng ta học xong rồi chúng ta dạy lại cho người khác hay là chúng ta nói với người khác lại á, đúng cái điều mà chúng ta học á, đúng lẽ thật của Chúa á, thì có nghĩa là chúng ta thuộc bài. Và khi mà chúng ta áp dụng như vậy á, thì Đức Chúa Trời là Đấng sẽ chứng nhận qua, giống như là chẳng hạn như Chúa hứa là Chúa sẽ chữa lành về thể xác, mà chúng ta tin, chúng ta cầu nguyện cho bản thân mình, cho người thân của mình, cho người nào mà cần cái nhu cầu chữa lành đó, thì chúng ta sẽ thấy cái điều đó, bởi vì chúng ta tin, phải không? Nên nếu mà chúng ta không có dám làm có nghĩa là chúng ta không tin. Ok, vậy cái đó là cái điều mà ông muốn chia sẻ buổi tối hôm nay. Cái bài học đầu tiên đó là chúng ta biết là nguồn gốc bệnh tật ở đâu mà ra, là chúng ta biết là ma quỷ, phải không, là kẻ gây ra cho bệnh tật. Nếu mà chúng ta truy tìm nguồn gốc bệnh tật ở đâu ra, nên ngày hôm nay nếu mà có ai mà học á, mà để cho người khác chia sẻ mà nói mình là bệnh tật là Đức Chúa Trời ban cho hay Đức Chúa Trời giáng trên người nào á, thì nó không có đúng, phải không? Hãy nhớ rằng là đúng là cái sự rủa xả nó đến là bởi vì con người phạm tội, và phạm tội là hình phạt của tội lỗi là bệnh tật. Chúng ta hiểu như vậy. Và ai là cái kẻ gây ra điều đó? Ma quỷ. Ma quỷ là kẻ lừa dối tổ tiên chúng ta để con người bị rủa xả. Và ngày hôm nay á, chúng ta có câu trả lời, chúng ta có cái phước hạnh đó là Đức Chúa Jesus Christ đã gánh cái rủa xả đó rồi cho chúng ta, và chúng ta biết rằng chúng ta không có không phải còn sống trong nghèo khó hay là trong sự thù hận với người khác hay là sống ở dưới hệ thống thế gian hoặc là sự chết của thể xác nữa. Thể xác, chúng ta biết rằng sự thể xác của chúng ta khi chúng ta tin Chúa là nó sẽ biến hóa, phải không? Khi mà Chúa đến, Chúa cắt thời thánh đi, thể xác chúng ta cũng không có chết mãi, phải không? Cái sự chết đó ai cũng sẽ trải qua hết đó. Nhưng mà khi mà Chúa trở lại, thể xác nó được biến hóa và nó sẽ sống đời đời. Chúng ta thấy rằng trong Chúa rất là phước hạnh. Và đó là cái điều ông muốn chia sẻ buổi tối hôm nay qua cái bài học đầu tiên. Nếu mà có mục sư hoặc ai có góp ý gì thêm hoặc có câu hỏi thắc mắc gì thì có thể nêu ra trong bài học này để chúng ta cùng thảo luận và học thêm chung với nhau sau giờ này, trong giờ thảo luận. Amen. Dạ, cảm ơn mục sư và mọi người đã lắng nghe. Vâng, cảm ơn chấp sự Thiên Ngân đã chia sẻ về bài học loạt bài những phương diện của sự chữa lành, và bài học đầu tiên chúng ta vừa mới học đó là bệnh tật đến từ đâu. Ở trong bài học này thì chúng ta khảo sát, chúng ta tìm hiểu coi bệnh tật đến từ đâu, rồi cái ảnh hưởng của tội lỗi và cái hậu quả của tội lỗi là gì. Cái điều quan trọng xoáy vào trong bài học của chúng ta để cho biết rằng Đức Chúa Trời có giải pháp để cứu nhân loại chúng ta. Và câu hỏi được đặt ra để suy gẫm buổi tối hôm nay trong bài học đó là theo bài học này thì nguồn gốc của bệnh tật bắt đầu từ đâu, cũng là cái đặt ra vấn đề hồi nãy. Rồi tín hữu có nên chấp nhận bệnh tật và xem đó như là hình phạt của Đức Chúa Trời hay không trong ngày hôm nay cũng như suốt 2.000 năm qua. Và điều thứ ba là Đức Chúa Trời có giải pháp nào cho loài người khi họ bị dứt khỏi tình yêu đời đời của Ngài không? À, thì đó tôi có gợi ý ở trong cái câu hỏi này. Thì quý vị hãy cầu nguyện và đáp ứng theo như lời dạy dỗ của Chúa buổi tối hôm nay. Và có thắc mắc nào thì xin chúng ta nêu để chúng ta cùng giải quyết với nhau tối hôm nay. Rồi, xin mọi người đến với Chúa và cầu nguyện.